Trong kinh Đức Phật cũng chỉ bày rõ ràng ra thế nào là chân nhân, thế nào là phi chân nhân. Vậy thì một cái người mình làm sao mình biết được ai là bậc chân nhân, ai không phải là bậc chân nhân, ai là bậc chân nhân đáng để cho mình đến yết kiến, đến thân cận, đến để học giáo pháp, đến để thuần thục cái giáo pháp đó. Thế thì các mấy cái bậc chân nhân thì chỉ có người chân nhân mới biết được người chân nhân. Còn cái người phi chân nhân hay còn gọi là tiểu nhân, ác nhân thì không bao giờ biết được ai là chân nhân, ai là phi chân nhân. Thế thì Đức Phật đã nói về những cái đặc tính, đã nói về những cái tính chất của các cái bậc chân nhân để cho một cái người có trí tuệ có thể nhận ra được đâu là bậc chân nhân. Ví dụ như một cái trong kinh Đức Phật nói bậc chân nhân là bậc không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đấy cũng là bậc chân nhân. Nhưng còn có một bậc chân nhân hơn cả chân nhân, đó là người đấy không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mà người ấy còn khuyến khích, khích lệ những người khác không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đó cũng được gọi là một cái bậc chân nhân hơn cả chân nhân, hay còn đại chân nhân. Thì ngược lại đó là có những cái tiểu nhân, ác nhân, là những người sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thậm chí người đấy còn khuyến khích những người khác làm những cái việc ác đó, thì đó là những cái người phi chân nhân hay đó là ác nhân. Thì nó khác nhau hoàn toàn về hai cái hạng người như thế. Hay là một cái người chân nhân là người có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh mạng. Thậm chí người ấy còn khuyến khích cho những người khác có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đấy là những bậc chân nhân, mà còn là những bậc đại chân nhân, tức là chân nhân hơn cả bậc chân nhân. Còn những cái người mà tà nhân, ác nhân là những người tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, và còn khuyến khích cho người khác đi vào cái con đường tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định đó. Thì có thể nhận định như vậy thì mình sẽ biết được ai là chân nhân, ai là phi chân nhân. Cũng là một cái cách nhận biết được chân nhân mới không phải phi chân nhân. Đây là một cái bậc chân nhân có cái đặc tính nữa đó. Khi mà cái vị chân nhân đó sống ở trong gia đình, vị ấy sẽ làm lợi ích cho những ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, nàng xóm, và những cái cả những cái gia đình và xã hội của những người xung quanh. Tức là vị ấy luôn luôn có cái khuynh hướng làm lợi lạc, lợi ích cho người khác, thì đó cũng được gọi là bậc chân nhân. Vậy thì cái bậc chân nhân đấy, nếu là một cái người xuất gia thì sẽ luôn làm lợi ích cho giáo hội, cho tăng đoàn, cho Phật pháp, cho chúng sinh, thì đó cũng là những cái bậc chân nhân. Còn những người chỉ làm lợi ích cho mình mà làm hại cho người khác thì đấy là phi chân nhân. Hay là những cái bậc chân nhân là những cái bậc có thể được gọi là những bậc có giới, có định, có tuệ, có giải thoát chi kiến. Những cái vị ấy còn khuyến khích cho những người khác có giới, có định, có tuệ, có giải thoát chi kiến. Đó cũng có thể được gọi là bậc chân nhân. Còn những bậc phi chân nhân là những bậc không có giới, không có định, không có tuệ, không có giải thoát, không giải thoát chi kiến. Thì đấy cũng được gọi là những bậc phi chân nhân. Hay là những bậc chân nhân thì sẽ có một cái đặc tính nữa là dù vị đó có giới, vị ấy cũng không khen mình chê người. Vị ấy có định, vị ấy có tuệ, vị ấy có giải thoát, vị ấy có giải thoát chi kiến, nhưng vị ấy không bao giờ khen mình chê cười. Vậy thì cái bậc chân nhân thì là những người tán thán, những bậc đáng tán thán, dù được hỏi đến hay không được hỏi đến thì vị ấy cũng chủ động tán thán những người đáng được tán thán. Dù được hỏi đến hay không được hỏi đến, vị đấy cũng không bao giờ nói lên những lời tán thán về mình. Vậy thì bây giờ nhờ tôi thấy ai, dù là cái người đấy tu tập cao thấp như thế nào không biết, nhưng nếu như mà cái người đấy luôn luôn nói những cái lời tán thán về mình, dù có cơ hội hay không cơ hội, dù có người khác hỏi về những điều tốt đẹp của bản thân hay không có người hỏi những điều tốt đẹp bản thân, nhưng vị ấy luôn luôn tìm mọi cái cách, mọi cơ hội để được phô trương, để được khen ngợi chính mình, để tán thán về mình, để nói về những cái đức tính cao đẹp của mình, thì người đó không phải là bậc chân nhân. Bậc chân nhân không bao giờ khoe khoang, không bao giờ thấy có cái ngã mạn, không bao giờ thấy là mình làm những cái việc tốt khiến cho mọi người khác phải tán tụng, phải tán dương, phải ca ngợi trước mặt vị đó. Thì cái điều đó, vậy thì cái người nào mà
hay khen ngợi hay tán thán về chính bản thân mình, hay chê bai hay phỉ báng hay công kích những người khác, thì người đó không phải là bậc chân nhân. Thì đấy là một cái cách để mình biết, nhận biết được ai là bậc chân nhân. Thế là bậc chân nhân có thể nhận biết được ở một cái cách khác nữa, đó là cái người đó cũng là trong kinh Đức Phật nói về cái người chân nhân có cái đặc tính, đó là cái người biết ơn, cái người nhớ ơn và biết ơn những cái người đã hộ trì, đã giúp đỡ cho mình. Người biết tri ân, biết báo ân thì đó là bậc chân nhân. Còn cái người mà không biết tri ân, không biết ơn, không biết đền ơn thì đó không phải là bậc chân nhân. Ví dụ như là trong thời Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa là một cái người chống đối Đức Phật. Các vị tỳ kheo đến mới khuyên Đề Bà Đạt Đa rằng là: này Đề Bà Đạt Đa, hãy Đề Bà Đạt Tha, hãy tri ân đến Đức Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn có ân đức lớn, cho nên là tôn giả mới có được cái pháp bàn luật này. Thì Đề Bà Đạt Đa nói rằng: không, vị ấy không có làm lợi lạc gì cho ta, dù là bằng cọng cỏ. Tất cả cái pháp này là do ta tự thọ trì, cái luật này là do ta tự thọ trì, ta không có mang ơn gì vị đó. Thì đó là phi chân nhân, đó không. Vì vậy cho nên Đề Bà Đạt Đa không phải là bậc chân nhân, mà đó là ác nhân. Vậy thì ai cũng thế, sống ở trên đời, dù vị đó như thế nào, nhưng mà vị đó đã mang ơn ai đó mà vị đó lại quay lại để phản bội lại cái người mà đã thi ân cho mình, cái người mà đã giúp cho mình, dù là lớn hay nhỏ, dù là về vật chất hay tinh thần. Nhưng nếu như là cái người chân ân nhân thì cái người đấy sẽ nhớ ơn, sẽ tri ân, sẽ nhớ ơn và biết ơn những cái người mà có ân nghĩa với mình, thì đó cũng được gọi là cái người đó là người chân nhân.